Chào các bạn học viên thân mến, tôi là Nguyễn Trọng Nghĩa, là luật sư cũng như là giám đốc điều hành của Học viện Đào tạo Pháp chế ICA. Trong nội dung của video này thì tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn về chương trình học liên quan đến pháp luật của công ty đại chúng, công ty chứng khoán. Tôi tin rằng đây là một chương trình rất hữu ích, đặc biệt dành cho các bạn đã, đang là pháp chế và muốn từ pháp chế công ty thường chuyển sang trở thành pháp chế công ty đại chúng. Thứ hai là những nhân sự đang là pháp chế công ty đại chúng rồi nhưng cần muốn học và tìm hiểu rõ một cách có khoa học về kiến thức của mình. Thứ ba, có thể là những nhân sự, là hành chính nhân sự, là bộ phận kinh doanh, là kế toán, là kiểm toán của những công ty đại chúng, cần để hiểu biết thêm về sự hoạt động, về pháp lý của công ty. Và thứ tư là những chủ doanh nghiệp. Những chủ doanh nghiệp là mong muốn trở thành công ty đại chúng hoặc ít nhất hiểu công ty đại chúng vận hành như thế nào để từ đó thuận lợi hơn trong quá trình kinh doanh. Với Học viện Đào tạo Pháp chế ICA thì chúng tôi đề cao nhất đó chính là chất lượng của sự giảng dạy thông qua giảng viên và giáo trình phù hợp. Đối với đội ngũ giảng viên thì như các bạn thấy trên màn hình, đội ngũ giảng viên đều là những người thực tế đã, đang làm công tác pháp chế tại những công ty đại chúng rồi, hoặc ít nhất họ chính là những luật sư, là những công ty luật cung cấp những dịch vụ về tư vấn pháp luật thường xuyên cho công ty đại chúng. Khi có những lực lượng này thì chúng tôi sẽ nhìn thấy rằng là học viên sẽ là người được lợi nhất khi cung cấp được kiến thức toàn vẹn với góc độ là từ ngoài nhìn vào, là những luật sư, là những công ty luật đã phục vụ và đã cung cấp những dịch vụ tư vấn thường xuyên cho những công ty đại chúng như vậy. Còn góc độ nhìn từ trong, nhìn ra, đó chính là những người đã và đang làm pháp chế. Ví dụ ở đây có thạc sĩ Nguyễn Thị Phương, đã từng làm pháp chế của công ty chứng khoán và bây giờ đang là giám đốc pháp chế của GLEX, một công ty có rất nhiều mã chứng khoán ở dưới. Với sự hiểu biết quý báu này thì tôi đề cao cái tính thực chiến trong một cái chương trình giảng dạy. Và tính thực chiến này được đề cập thông qua triết lý và phương thức giảng dạy của chúng tôi. Tính thực chiến được thể hiện qua: thứ nhất là kiến thức phải hữu dụng, thứ hai là phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng, và thứ ba là cái chương trình đào tạo, cái giáo trình đã phải được thẩm định rồi. Để tôi lấy một ví dụ để các bạn dễ hình dung rằng là để tạo ra khóa pháp chế dành cho công ty đại chúng thì chúng tôi đã phải tốn nhiều nguồn lực như thế nào và thực sự chi tiết tỉ mỉ để tạo ra như thế nào, thay vì bản năng và suy nghĩ là mọi người đang muốn gì. Và chúng tôi phải tìm hiểu một cách khoa học thông qua video như sau. Đây là dữ liệu chúng tôi thu thập được thông qua nền tảng Internet cũng như là thông qua những dữ liệu mà chúng tôi có thể tiếp cận được qua những mối quan hệ cá nhân. Thì với dữ liệu này chúng tôi sẽ cung cấp được là những công ty nào đang tuyển dụng pháp chế công ty đại chúng. Thứ hai, mô tả công việc của họ là gì. Thứ ba là yêu cầu công việc, và thứ tư là những mức lương. Điều này rất quan trọng bởi vì khi mà tổng hợp được một dữ liệu lớn như vậy thì chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích. Nghiên cứu phân tích thì chúng tôi sẽ chọn lọc ra rằng là 5 yêu cầu phổ biến nhất của một công ty đại chúng đối với người làm pháp chế, để từ đó đưa ra chương trình đào tạo phù hợp cho ít nhất và tối thiểu là 5 yêu cầu đó. Cách thức này chúng tôi gọi là đào tạo thực chiến hoặc đào tạo theo GD, bởi vì chúng tôi tin rằng những kiến thức mà có thể áp dụng được luôn và giúp học viên mình dễ dàng tiếp cận được công việc, đó là kiến thức hữu ích. Không chỉ có thế, đây chỉ là một cách tiếp cận. Cách tiếp cận thứ hai của chúng tôi là thông qua việc trao đổi và nói chuyện với người thực sự đang nhu cầu tuyển dụng, là một cách trực tiếp. Ví dụ là những người giám đốc pháp chế, là những người giám đốc của bộ phận hành chính nhân sự, để chúng tôi tìm hiểu xem là công ty thường tuyển dụng là như thế nào. Chúng tôi có thể tìm hiểu thông qua nhu cầu của chính những bạn học viên đang theo học. Những bạn có thể là giám đốc của công ty đại chúng và đang muốn lên sàn thì đó cũng là những cái nhu cầu mà chúng tôi cần phải tìm hiểu. Và khi tìm hiểu thì chúng tôi sẽ hiểu rằng các bạn ứng viên, các bạn học viên, các bạn mong muốn gì ở một chương trình đào tạo pháp chế cho công ty đại chúng, công ty chứng khoán. Chúng tôi cũng tìm hiểu thông qua chính những góc độ của những giảng viên là người trực tiếp đào tạo pháp chế trong doanh nghiệp, vì đó là chức năng của giám đốc pháp chế, và cũng là người mà trực tiếp đề xuất ra nhu cầu về tuyển dụng và là những người từng trải thực chiến thật. Thì khi tổng hòa tất cả những yếu tố mà tôi nghiên cứu thì tôi sẽ tạo ra một bộ giáo trình phù hợp nhất để dành cho các bạn học viên, và tôi tin rằng với giáo trình này là toàn vẹn nhất và là chương trình tốt nhất để bạn có thể tiếp cận được. Và khi mà nghiên cứu ra thì tôi mới nhận định được rằng là giám đốc pháp chế của công ty đại chúng yêu cầu cao hơn rất nhiều so với doanh nghiệp thông thường. Đối với doanh nghiệp thông thường hay giám đốc pháp chế thì chúng tôi cũng nghiên cứu và tìm hiểu thông qua những cách thức mà tôi vừa đề cập. Nên tôi sẽ tóm gọn ở đây rằng là những công việc mà giám đốc pháp chế của những doanh nghiệp thông thường, chưa phải là doanh nghiệp có quá nhiều cổ đông hay là IPO, thì đó phần lớn là những công việc liên quan đến pháp chế nội bộ, thủ tục hành chính công ty, tư vấn pháp lý, rà soát hợp đồng, thực hiện đại diện liên quan đến tố tụng và làm việc, cũng như là tư vấn tổng hợp và nghiên cứu phân tích các văn bản đề xuất ban giám đốc. Tuy nhiên thì khi chúng ta nhìn rằng là công việc pháp chế công ty đại chúng nó nhiều hơn rất nhiều. Nó đã bao gồm những công việc mà pháp chế của những doanh nghiệp thông thường
và nó sẽ thêm những công việc nó liên quan đến việc đó chính là tư vấn thẩm quyền thủ tục liên quan đến ý kiến của hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông và các rà soát các văn bản tài liệu có liên quan, tư vấn pháp lý liên quan đến công bố thông tin, tư vấn về điều kiện quy trình thủ tục liên quan đến quá trình lên sàn niêm yết IPO, tư vấn về các kênh huy động vốn vân vân. Thực ra sự phức tạp này phát sinh do những công ty đại chúng ấy thì sẽ có sự phức tạp bởi vì thứ nhất là họ có quá nhiều cổ đông. Trên lý thuyết là họ phải trên 100 cổ đông thì mới gọi là công ty đại chúng. Thứ hai là họ tham gia thị trường vốn. Và khi tham gia thị trường vốn thì sẽ phải là tham gia về thị trường chứng khoán và sẽ chịu sự ràng buộc ngoài sở hữu đầu tư và những cơ quan liên quan giấy phép con của doanh nghiệp thông thường thì họ sẽ chịu sự quản lý của Ủy ban chứng khoán và sở giao dịch. Nên là từ khi phát sinh nhiều mối quan hệ hơn thì rõ ràng công việc của pháp chế sẽ nhiều hơn và công việc pháp chế sẽ phải đảm bảo để cho những mối quan hệ của công ty đại chúng với những bên liên quan khác trở nên suôn sẻ và hợp pháp và công việc như vậy sẽ nhiều hơn rất nhiều. Với chương trình giảng dạy này thì chúng tôi sẽ luôn đề cao chất lượng. Đề cao chất lượng được thông qua 7 bước. Bước thứ nhất là bước liên quan đến tư vấn và tuyển sinh. Nhiều bạn khi tham khảo chương trình về pháp chế công ty đại chúng, chúng tôi có thể khuyên luôn rằng là các bạn chưa nên tham khảo chương trình này bởi vì có thể các bạn mới là sinh viên năm 3, năm 4, các bạn chưa đi làm thì học chương trình này là lại quá sức và chỉ có tốn kém thêm chi phí chứ không được cái gì cả. Bởi vì người phù hợp để học chương trình này ấy, là những người mà là cử nhân luật và thậm chí đang làm pháp chế tại những công ty khác và muốn là có thể thay đổi môi trường và sang công ty đại chúng với mức thu nhập cao hơn. Theo nghiên cứu chúng tôi thì với công ty đại chúng họ không quan tâm nhiều đến phần thu nhập của người làm pháp chế, miễn là làm được việc và thu nhập có thể cao hơn từ 20-30% so với công ty thường. Đó là dữ liệu do chúng tôi phân tích một cách khoa học chứ không dựa trên sự cảm tính. Từ đầu quá trình tuyển sinh chúng tôi đã phải lọc đầu vào để xem bạn có phù hợp với khóa học này hay không. Thứ hai là khi tham gia một lớp học thì các bạn sẽ phải nội quy rõ ràng và phương thức học tập rõ ràng và chúng ta phải thống nhất từ đầu. Với phương thức học tập thì chúng tôi rất tự hào, đó là phương thức học tập nó thông qua 3 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên mà tôi tạm gọi là đồng bộ kiến thức. Với giai đoạn này thì học viên sẽ được xem những video lý thuyết được ghi sẵn. Tôi tin rằng đây là thời gian quý báu để các bạn tiếp thu cái lý thuyết một cách là trực tiếp và chủ động, linh hoạt về thời gian. Sự đồng bộ kiến thức rất quan trọng bởi vì nó liên quan đến quá trình là khi mà chúng ta đã đồng bộ kiến thức ở nhà thì chúng ta sẽ có thời gian để tương tác nhiều hơn với giảng viên ở trên lớp bởi vì thời gian ở trên lớp là vàng bạc và chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi và những băn khoăn của doanh nghiệp để từ đó tìm ra lời giải thông qua sự hướng dẫn của giảng viên. Đó là bước thứ hai. Và bước thứ ba đó là tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức một cách thụ động thông qua làm bài test. Sẽ có những bài test cuối buổi học và những bài test lớn để các bạn có thể chuyên tâm và áp dụng kiến thức của mình vào những bài test đó. Và thông qua ba bước này, tôi tin rằng mọi người đều nắm rõ cái kiến thức mà mình vừa tiếp nhận được để từ đó sử dụng tại doanh nghiệp. Bước thứ 6 trong bộ 7 bước để mà chuẩn hóa quá trình về chất lượng đó là bước về cung cấp biểu mẫu và tài liệu. Chúng tôi hiểu rằng khi có biểu mẫu và tài liệu các bạn sẽ có một bộ công cụ để các bạn có thể sử dụng luôn và tùy chỉnh đối với doanh nghiệp của mình. Biểu mẫu này các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng một biểu mẫu có sẵn và thậm chí là những cái ví dụ về những doanh nghiệp lớn họ làm như thế nào. Từ đó khi soạn xong một cái gì đó bạn có thể đối chiếu với lại doanh nghiệp như thế này. Và tôi tin cách thức vừa được đào tạo hướng dẫn, vừa được biểu mẫu và vừa được đối sánh sẽ là cách thức tốt nhất và toàn vẹn nhất cho tri thức. Và bước thứ 7 đó chính là giúp đỡ, hỗ trợ và tìm kiếm việc làm. Đối với giảng viên Học viện Đào tạo Phát triển ICA thường xuyên nói chuyện về việc là rất khó để tìm kiếm những bạn làm công ty đại chúng, làm pháp chế bởi vì kiến thức yêu cầu đặc thù. Nhà trường thì đào tạo phần lớn là liên quan đến hàn lâm và chưa có nhiều kỹ năng. Và kiến thức trong giáo trình ở nhà trường thì luôn bị outdated so với kiến thức mà đang ở ngoài thực tế. Nên là nó sẽ có những cái sự khấp khiển nhất định. Vì vậy, cơ hội việc làm của các bạn khi học xong khóa đào tạo pháp chế với công ty đại chúng nó được mở rộng ra hơn rất nhiều. Ngoài ra thì các bạn sẽ có môi trường để từ đó trong giảng đường có thể là những giám đốc của công ty đang muốn niêm yết, bạn có thể trở thành một công thần. Cũng có thể bạn sẽ lấy được tri thức từ những người đang làm kế toán, hành chính, nhân sự trong những vấn đề mà mình đang băn khoăn. Và tôi tin rằng cộng đồng và sự giúp đỡ lẫn nhau là điều tiên quyết khi tham gia vào Học viện Đào tạo Pháp chế ICA. Từ những lý do kể trên thì tôi nghĩ rằng đây là chương trình đào tạo tốt nhất mà bạn có thể tiếp cận để trở thành pháp chế hoặc biết về pháp lý của công ty đại chúng, công ty niêm yết hoặc là công ty chứng khoán. Rất vui và hẹn gặp lại các bạn tại lớp học trong Học viện Đào tạo Pháp chế ICA. Xin chào và hẹn gặp lại.